Vừa qua tại Hà Nội, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp và lực lượng thực thi trong công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, trưởng Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương nhấn mạnh, cuộc chiến chống hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không thể đạt được hiệu quả cao nếu thiếu sự chủ động hợp tác từ phía các doanh nghiệp và sự tham gia của toàn xã hội. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp cần phải chủ động hợp tác với quản lý thị trường để nâng cao hiệu quả công tác chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp phải tự bảo vệ thương hiệu của mình trước, đồng thời chủ động hợp tác cung cấp thông tin, phối hợp, hỗ trợ lực lượng thực thi đấu tranh với hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ. Lực lượng quản lý thị trường cần cung cấp chia sẻ thông tin pháp luật về chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp. Đồng thời, minh bạch hóa các quy trình, thủ tục xử lý các hành vi làm hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm khi cần thiết.